Xin chào các bạn Galaxy A735 g chiếc thoại dòng A được hỏi nhiều nhất trên kênh The Pixel trong thời gian dài vừa qua Anh em hỏi mình rằng là anh ơi tại sao anh không làm video đánh giá về chiếc máy này đi Rồi khi nào chiếc máy này sẽ được bán ở Việt Nam bán với giá là bao nhiêu Vậy thì trong video ngày hôm nay mình sẽ muốn chia sẻ cho các bạn về những cái trải nghiệm của mình cùng với chiếc Galaxy A735 g Sau 24 tiếng được sử dụng cái chiếc máy này Let's go Và nếu các bạn nào mà đang muốn đặt trước chiếc Galaxy A73 5G thì đừng quên ghé qua hệ thống 7S 7S có mức giá cực kỳ là tốt dành cho các bạn Link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào thì mình sẽ để ở phần bình luận cũng như là phần mô tả của video ngày hôm nay Trước tiên hay nói về giá bán đi thì thú thật với anh em là đến bây giờ mình cũng chả biết được là giá bán chính thức của chiếc Galaxy A73 5G nó là bao nhiêu cả các bạn ạ Trước đây thì mình đã từng có một cái video leak rồi nhưng mà nghe nói rằng là bên nhà Samsung sẽ có cái phần định giá lại cho chiếc Galaxy A735G cho nên là trong clip này thì mình sẽ không chia sẻ được với anh em về giá bán của nó nha. Còn cái thời điểm mở bán Galaxy A735G tại Việt Nam á, thì nó sẽ được mở bán vào tuần đầu tiên của tháng 4 Tức là gần rồi đấy à, Anh em nào mà đang có ý định mua chiếc máy này thì chuẩn bị lúa ha Chúng ta sẽ được sở hữu chiếc Galaxy a 73 5 g sớm thôi Cái điểm mà mình thích thú nhất và thấy ngay lập tức sự khác biệt giữa phiên bản tiền nhiệm và chiếc Galaxy A73 đó là về trải nghiệm hiệu năng các bạn ạ. Ở trên cái phiên bản tiền nhiệm thì nó chỉ sử dụng vi xử lý là Snapdragon 720G mà thôi. Và với 720G thì nó cũng lâu lâu nó cứ bị đơ 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 Uh, không thực sự là ấn tượng cho lắm ấy nhưng mà lên với chiếc Galaxy A 735G với vi xử lý là Snapdragon 778G cứ chạm là nó phản hồi cứ vuốt là nó vèo qua cái rất nhanh, rất nguy hiểm Mình thì cũng chưa có thời gian nhiều để có thể là chơi game cùng với chiếc Galaxy A73 Nhưng mà với những tác vụ cơ bản á, thì nó đã cải thiện hơn rất nhiều lần so với là phiên bản tiện nhiệm rồi Mọi những cái tác vụ của nó khi mà mình chạm phản hồi á, hoặc là khi mà mình vào đa nhiệm Mình chuyển qua lại rồi những ứng dụng lại với nhau á, thì nó chạy rất là mượt các bạn ạ Với cái vi xử lý Snapdragon 778G thì nó vẫn hoàn toàn có thể là đáp ứng được cái nhu cầu chơi game của anh em Với những tựa game rất là thịnh hành hiện tại như là Liên Quân Mobile này, Liên Minh Tốc chiến này hay là với tựa game PUBG Mobile thì nó vẫn chơi rất mượt nha 778G anh em cũng biết rồi mà Nó đã được trang bị ở trên cái chiếc Galaxy A52s Đó và A52s Các bạn biết là nó chơi mượt như thế nào rồi đúng không Còn nếu anh em nào mà chưa biết á Click vào góc phải màn hình mình sẽ để một cái đường link ở đó Bởi vì mình đã từng test rất kỹ cái vi xử lý này ở trên chiếc Galaxy A52s rồi và thực sự mà nói thì năm nay dòng Galaxy A7 Sorry đã mang đến cho mình một cái góc nhìn khác về hiệu năng của nó nó không còn đơ đơ nữa đâu mà nó đã mượt hơn nhiều rồi các bạn ạ và cái điểm thứ hai mà mình cũng rất là thích ở trên chiếc máy này đó chính là cái cụm camera sau chúng ta sẽ có camera chính độ phân giải là 108 MP nhưng mà mình thì chả bao giờ mình nhìn vào cái con số và mình đi nói chuyện cả chúng ta sẽ phải nhìn vào chất lượng và chất lượng của camera chống rung năm nay á bên nhà Samsung phần cứng và phần mềm đã tối ưu hóa rất nhiều rồi. Thông thường thì những chiếc điện thoại trong cái phân khúc giá cận cao cấp mà có cái cảm biến là mươi cell, nếu mà chúng ta quay video thì mình thấy rằng là không ăn thua các bạn ạ. Thực sự luôn, nó cứ bị đơ đơ, nó cứ bị giật giật đó bởi vì cái ISB bởi vì cái CPU nó cân không nổi cái cảm biến 108 pixel nhưng mà các bạn có thể thấy rằng là những cái hình ảnh mà mình đang show luôn cho các bạn thì khi mà quay video 4K 30 FPS ở trên chiếc Galaxy A735 g nó rất là nuột tất nhiên là bởi vì nó có chống rung quang học OIS rồi nhưng mà một điều mà chúng ta cần phải làm rõ ràng ở đây là Samsung đã tối hóa rất tốt cái cảm biến 108 này Đâm ra là mặc dù là mình có clear nhanh một tí xíu hoặc là mặc dù mình có uh, di chuyển nhanh nhanh một tí xíu Thì nó không bị rung, nó không bị là giật 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 không hình Đó là thứ mà mình rất là thích ở trên cái chiếc máy này Mặc dù là chỉ mới sử dụng thôi nhưng mà công nhận là năm nay bên nhà Samsung camera kể cả cái dòng Galaxy A3 thôi họ đã làm rất tốt rồi và lên với A7 này thì camera quay video cũng cực kỳ là ngon các bạn ạ và bên cạnh đó nữa thì chúng ta cũng sẽ có một cái camera góc rộng và cái camera góc rộng này chụp cũng ok nha các bạn và sẽ có thêm những cái cảm biến nho nhỏ khác nữa để chụp ảnh macro cũng như là chụp ảnh xóa phông cái điểm mà mình hơi buồn ở đây là so với phiên bản tiền nhiệm thì chiếc máy này lại không được trang bị cái camera tele zoom quang Mình nghĩ rằng là Samsung sẽ có cái sự phân hóa ở đây Bởi vì ở trên chiếc Galaxy S21 FE thì nó sẽ có camera tele rồi Thì có lẽ là Samsung cắt giảm để có cái sự phân hóa giữa hai cái dòng là, Bởi vì giá mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ không tranh nhau nhiều đâu Cái con kia bây giờ bán khoảng 13 triệu thì mình nghĩ rằng là con này cũng sẽ loanh quanh như thế này thôi Đó cho nên là mình nghĩ rằng là Samsung đã có sự tính toán ở đây để có thể là tách bạch giữa những cái dòng sản phẩm với nhau Chứ nếu mà giống với nhà Xiaomi thì chắc chết Ờ, còn 7 triệu cũng năn ná với con 10 triệu thì thua rồi các bạn ạ. Đó cho nên là mình nghĩ rằng là Samsung đã có sự tính toán ở đây ha. Và bên cạnh đó nữa thì những cái gì hay nhất ở trên dòng Galaxy A7 năm ngoái thì vẫn được bên nhà Samsung giữ nguyên và thậm chí là mình thấy rằng là phát huy cực kỳ là tốt so với là phiên bản tiền nhiệm đó chính là về giải trí nhìn và nghe màn hình Super AMOLED tần số quét 120Hz Trời ơi cái màn hình này mà chúng ta còn chê nữa thì có lẽ là không còn cái màn hình nào Ở trong cái tầm giá này mà có thể là khen được các bạn ạ Cái màn hình này quá là xuất sắc luôn Góc nhìn cực kỳ là tốt độ sáng màn hình miễn bàn này, rồi là màu sắc nó hiển thị vô cùng là rực rỡ. Xem phim ở trên chiếc Galaxy A73 thì không có điểm gì bằng nữa các bạn ạ. À. Và bên cạnh đó thì máy cũng sẽ có hệ thống loa kép stereo nha, nghe nhạc xem phim cực kỳ là ngon. Và tất nhiên là với cái chiếc Galaxy A73 thì chúng ta cũng sẽ có chuẩn kháng nước IP67. À, rất thực dụng đúng không? Tuy nhiên chất liệu ở trên chiếc Galaxy A73 thì nó vẫn được làm từ nhựa mà thôi chứ nó không được làm từ kính hay là được từ làm từ kim loại nha. Bản thân thì mình thấy rằng là cái việc mà nó làm từ kính hay là kim loại cái là góc nhìn của mình thế này thì mình thấy rằng là bây giờ mình nghĩ là nó cũng không quan trọng lắm nữa rồi các bạn ạ bản thân là mình thấy như vậy thôi còn tất nhiên là mỗi người sẽ có những cái góc nhìn khác nhau mình thích cái tính thực dụng với cái chuẩn kháng nước ip 67 hơn là việc cầm một cái máy có mặt lưng kính bởi vì cái kích thước của chiếc Galaxy A73 nó cũng không phải là bé 6,7 inch cơ mà bây giờ mà nhét luôn kính này rồi là nhét luôn kim loại và đi kèm với pin 5000 mAh giờ thì chắc chắn là cái trọng lượng của chiếc máy này cũng sẽ rất là nặng đấy còn khi mà mình cầm cái chiếc Galaxy A73 trong tay thì mình thấy rằng là trọng lượng của nó nhẹ, thoải mái, các bạn có thể là sử dụng cầm một thời gian dài, có thể là xem phim thì nó vẫn ok các bạn ạ. Đã nhắc tới viên pin 5000 15 giờ thì nếu để so sánh với chiếc Galaxy A53 mà mình đã từng sử dụng rồi á thì mình thấy rằng là pin của nó sẽ yếu hơn một tí xíu bởi vì kích thước màn hình nó lớn hơn mà. À, nếu mà ở trên chiếc Galaxy A53 các bạn có thể là sử dụng đến tối khuya luôn, khoảng 7 8 giờ các bạn về mới cần cắm sạc thì chiếc máy này nó chỉ còn tầm là 5 giờ chiều thôi hoặc là hơn hơn một tí xíu với những tác vụ cơ bản nha là nó bắt đầu đứt pin rồi các bạn lúc này sẽ phải cắm sạc vào và công suất sạc của nó cũng rất là bình thường 25W đó nhưng mà chúng ta lại phải đi mua thêm cục sạc nữa chứ bên nhà Samsung thì là không tặng còn cục sạc nha một cái điểm mà mình cũng sẽ hơi lo lắng một tí xíu đó là gì là cái dây sạc ở bên trong hộp máy á thì là C2C rồi do đó thì anh em nào muốn có thể là sử dụng được cái cục sạc đó à cái, cái dây sạc đấy thì các bạn lại phải đi tìm mua cái đầu sạc là phải có cái cổng là USB Type C nha. Chứ còn nếu mà các bạn đi tìm mua cái củ sạc mà cái đầu cắm á, là USB A là toang đấy. Một lưu ý nho nhỏ nhưng mà cũng rất là quan trọng cho cái quá trình mà chúng ta đi mua củ sạc dành cho dòng Galaxy A năm nay nha Mình nghĩ rằng là dòng S, dòng Note thì anh em đã quá là quen thuộc rồi Nhưng mà dòng A thì các bạn cần lưu ý một tí xíu về cái câu chuyện này Và đó là những cái trải nghiệm mà mình có được cùng với chiếc Galaxy A73 Sau 24 tiếng sử dụng chiếc máy này Các bạn suy nghĩ gì về chiếc Galaxy A73 Và các bạn thử đoán xem là chiếc máy này về thị trường Việt Nam sẽ có mức giá bao nhiêu là hợp lý Thì có thể là comment ở phía dưới của video ngày hôm nay nha Và chúng ta sẽ cùng thảo luận Nhưng có một điểm mà mình cần lưu ý các bạn này đó là đừng bao giờ bắt rem lớn đặt giá ngang ngửa với những cái brand nhỏ hơn nha các bạn à, mình nghĩ rằng là bên nhà Xiaomi họ đã dám đặt cái chiếc Redmi Note 11 Pro Plus với cái mức giá khoảng là 10 triệu đồng rồi thì các bạn cũng đừng mong chờ là chiếc máy này sẽ phải định giá ngang ngửa với chiếc máy kia bởi vì giá trị thương hiệu mà anh xây ra một cái brand lớn thì chắc chắn là anh phải cộng thêm cái tiền giá trị thương hiệu vào rồi đúng không rồi là chưa kể là dịch vụ hậu mãi của bên nhà Samsung thì cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều so với là bên nhà Xiaomi rồi cho nên là mình nghĩ rằng là giá cũng sẽ tranh khá khá đấy Mình nghĩ rằng là nó sẽ loanh quanh mức khoảng 13 13, 14 triệu đồng gì đó Còn không biết là các bạn đoán là chiếc máy này bao nhiêu thì Comment cho mình biết với Còn bây giờ thì bye